Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hồng quân Liên Xô gặp khá nhiều bất lợi về hỏa lực cá nhân. Các loại súng trường của họ lúc đó thua xa về mặt hỏa lực so với khẩu súng Sturmgewehr STG-44 của Đức Quốc xã. Các nhà thiết kế vũ khí cá nhân của Liên Xô vẫn bế tắc trong việc phát triển thành công một khẩu súng trường tiến công hiệu quả. Trong lúc khó khăn đó, đã xuất hiện một nhà thiết kế vũ khí tài ba là Mikhail Kalashnikov. Năm 1941, Kalashnikov bị thương phải nhập viện. Tại đây, ông đã nghe các đồng đội của mình phàn nàn về chất lượng súng trường của Liên Xô. Từ đó, cùng kinh nghiệm và niềm đam mê sẵn có, ông quyết định chế tạo một khẩu súng trường tiến công mới cho quân đội Liên Xô. Năm 1944, Kalashnikov tham gia cuộc thi thiết kế súng trường sử dụng hộp tiếp đạn 7.62 ly. Tuy nhiên, thiết kế của ông đã thất bại trước mẫu súng của nhà thiết kế Shimano. Mẫu súng này được thông qua với tên gọi SKS-45. Tháng 11 năm 1943, Cục Quản lý Pháo binh GAU Bộ Quốc phòng Liên Xô ra chỉ thị về việc phát triển súng trường tự động mới. Nhiều nhà thiết kế vũ khí của Liên Xô đã tham dự vào cuộc thi này. Trong số các mẫu súng tham gia cuộc thi, mẫu AS-44 của nhà thiết kế Alexei Sudeyev đã được chọn đưa vào thử nghiệm giữa năm 1944. Tuy nhiên, nhà thiết kế chính của khẩu AS-44 đã lâm bệnh và qua đời vào năm 1946, khiến mẫu súng này không được phát triển. GAU tiếp tục ra chỉ thị mới về việc tổ chức một cuộc thi phát triển súng trường tiến công cho quân đội Liên Xô. Kalashnikov cùng nhóm thiết kế của ông đã làm việc tại nhà máy vũ khí Kuro, đã gửi một mẫu súng trường tự động mang tên AK-1, còn gọi là AK-46, tham dự cuộc thi. Nó có cơ chế khóa nòng tương tự như mẫu súng carbin không thành công trước đó của ông vào năm 1944. 16 mẫu súng tham gia cuộc thi, nhưng chỉ có 3 mẫu AK-46 của Kalashnikov, AD-46 của Demanger và AP-46 của Bokin được lựa chọn vào thử nghiệm. Trong vòng đầu tiên của các cuộc thử nghiệm, AK-46 đã không thực sự thành công trước các đối thủ của nó. Giai đoạn 2 của cuộc thi được tổ chức vào năm 1947. Kalashnikov đã sửa đổi lại bản thiết kế của mình với tên gọi AK-2, AK-47. Ông sử dụng ý tưởng piston trích khí dài, gắn liền với bệ khóa nòng của khẩu M1 Garand, thiết kế lại lò xo đẩy về từ ý tưởng của mẫu AP-46, khe hở buồng đạn tương đối lớn lấy ý tưởng từ khẩu AS-44 và cơ chế đòn bẩy an toàn từ khẩu Remington Model 8. Hai nhà thiết kế còn lại cũng sửa đổi thiết kế của mình với tên gọi AP và AD-47. Trong các cuộc thử nghiệm tiếp theo của khẩu AP-47 cho độ chính xác cao nhất, tiếp đến là AD-47 và AK-47 xếp cuối cùng về độ chính xác. Tuy nhiên, cách thiết kế bộ phận đẩy về và khói khóa nòng của AD và AP-47 gặp vấn đề về độ tin cậy và độ bền trong sử dụng. Về tiêu chí này, AK-47 tỏ ra vượt trội so với hai đối thủ còn lại. Ủy ban tuyển chọn đã quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu chọn một loại vũ khí tuy không thực sự chính xác nhưng có độ bền và độ tin cậy cao trong sử dụng. Đó là lý do AK-47 được chọn và đã đánh bại hai đối thủ còn lại. Thiết kế của Kalashnikov chính thức được công nhận vào năm 1947 với tên gọi Automat Kalashnikov Model 1947. Súng trường tự động Kalashnikov là một trong những súng trường tấn công thông dụng nhất của thế kỷ 20. Ưu điểm chính của AK-47 chính là thiết kế đơn giản, dễ sản xuất và độ tin cậy cao, cùng với uy lực của đạn 7.62 ly khiến nó trở thành huyền thoại. Tuy nhiên, khẩu súng AK-47 có độ chính xác rất thấp, độ giặc rất lớn và chỉ được sử dụng bởi người thuận tay phải. Súng tương đối nặng vì sử dụng cỡ đạn 7.62 ly nên cấp số đạn mang theo cho một người lính để duy trì hỏa lực thấp hơn so với những cỡ đạn khác. Trong chiến tranh Việt Nam, bộ đội cộng sản đã khắc phục nhược điểm này bằng cách bắn phát 1 hoặc điểm xạ 2 viên.